Bộ đôi thuốc thảo dược trị gút Bilo Gút thuộc khoa tiết niệu Bilobun. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Béo phì, thủ phạm gây bệnh gút. Nguyên nhân bệnh gút ở người béo phì là do họ có nồng độ axit uric trong máu cao hơn người bình thường. Bệnh gút là một dạng rối loạn chuyển hóa được hình thành do sự kết động của tinh thể muối urat trong các khớp xương, gây nên các triệu chứng điển hình là đau nhức, sưng đỏ và hạn chế vận động. Béo phì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh gút, nhưng là một trong những nguy cơ rất lớn dẫn đến căn bệnh này. Béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Nguyên nhân chính của thừa cân béo phì đó là sự mất cân bằng giữa năng lượng nạp vào cơ thể và năng lượng tiêu hao. Người thừa cân béo phì có thói quen ăn nhiều và mắc các chứng rối loạn chuyển hóa lipid và glucid, nên khả năng mắc bệnh gút thường cao hơn người bình thường. Bệnh gút và béo phì có cùng chung một đặc điểm là các rối loạn chuyển hóa. Ở người béo phì, tình trạng này xảy ra không chỉ đối với protein mà cả lipid và glucid. Tỷ lệ bệnh gút tăng rõ rệt ở những người có trọng lượng có cơ thể tăng trên 10%. Béo phì làm tăng tổng hợp axit uric máu và làm giảm thải axit uric niệu. Vậy, lý do nào khiến người béo phì dễ bị bệnh gút? Đầu tiên là do người béo phì ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều chất đạm, chất béo. Khi đó, purin sẽ được chuyển hóa thành axit uric khi vào cơ thể, khiến người béo phì gia tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Tiếp theo, những người béo phì có nồng độ axit uric trong máu cao hơn người bình thường do họ bị rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể bởi chế độ ăn uống dư thừa dinh dưỡng. Sự kết hợp này sẽ làm tăng mỡ máu và axit uric trong máu, đồng thời làm suy giảm khả năng đào thải axit uric. Theo như thống kê, có đến 50% số người bị béo phì mắc bệnh gút, và trong số 70% người bị gút thì bị kèm theo bệnh mỡ máu. Và cuối cùng là do thói quen thường xuyên sử dụng rượu bia, bởi vì rượu bia có thể ức chế bài thải axit uric ra ngoài cơ thể qua thận, do vậy có thể gây ra béo phì và làm tăng nguy cơ bị bệnh gút. Nếu thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi đến số hotline công ty 0909 542 938 hoặc số điện thoại 0962 158 661 để biết thêm thông tin chi tiết. Vui lòng truy cập website wendybenggood.com hoặc đến địa chỉ công ty số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.